Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa với quý vị và các bạn thì hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại tiếp tục về một cái sản phẩm rất là mới đối với cửa hàng chúng tôi đấy ạ. Đó là chính là chiếc xe ở cái phân khúc hạng sedan và là ở cái phân khúc hạng D. Đây chính là chiếc xe Mazda 6. Chiếc xe Mazda 6 này là bản 2.0 và được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và một chủ từ đầu ạ. Một chủ từ đầu cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp vì chủ xe đi rất là giữ gìn và đi rất là ít ạ. Chiếc xe này mới chạy có 6.500.000 km thôi ạ. Cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 565 triệu đồng là giá có thương lượng ạ. Và giá chúng tôi có thể thay đổi từng ngày một, cho nên là nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 ở cái phân khúc hạng D này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 6 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 6 2.0 này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 của chúng tôi cập nhật lên trên kênh ô tô 360 của chúng tôi này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình cái phân khúc hạng D này thì cũng được cho là cái phân khúc xe sang rồi ạ. Chiếc xe Mazda 6 2.0 2014 này, chiếc xe Mazda 6 này nó ở cái phân khúc hạng D thì nó cùng mới sánh vai với những chiếc xe ví dụ như Toyota Camry này, Honda Accord này, hay chính là những chiếc xe ví dụ như Nissan Tiana. Đấy, nó ở cái phân khúc hạng D và cái phân khúc sedan ạ. Và chúng tôi cũng sẽ không dài dòng nữa, thì ngay sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết về chiếc xe Mazda 6 2.0 phiên bản 2.0 2014 này ạ. Theo mời quý vị và các bạn theo dõi clip của chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Mazda 6 2014 này ạ. Trước tiên thì tôi sẽ quay một vòng quanh về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây, quý vị và các bạn cùng xem, nó rất là đẹp, rất là mới ạ. Ở cái phân khúc hạng D, cho nên là chiếc xe này chủ xe đi cũng rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Về cái phần sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều, cho nên là nó còn rất mới và rất là bóng bẩy như đây. Quý vị và các bạn có thể xem qua về cái phần ngoại thất đây ạ. Nước sơn thì rất là bóng. Chiếc xe này ở cái phân khúc sedan cho nên là nó rất là dài xe, cho nên cái màu đen của nó thể hiện là rất sự sang trọng ạ. Rất là sang và rất là mới, rất là bóng bẩy đấy ạ. Chỉ với hơn 500 triệu đồng thôi mà quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sang ở cái phân khúc hạng D còn mới còn đẹp như thế này thì thật là đáng đồng tiền bát gạo đấy ạ. Xe thì còn rất là đẹp, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn, chiếc xe mới lăn bánh có 6.500.000 thôi, cho nên là nó còn rất là đẹp. Và chúng tôi cam kết chiếc xe này là còn nguyên bản hết ạ. Không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, máy móc, tất cả còn nguyên bản, nội thất còn nguyên bản hết ạ. Không cái gì làm lại ạ, tất cả còn nguyên hết ạ. Từ cái những cái phần nước sơn thì những cái cánh cửa đến kia là còn nguyên ạ. Chỉ có xước sát ở cái phần góc ba rờ sốc thì chủ xe cũng đã sơn lại rồi. Chúng tôi mua về là nó còn rất mới, rất đẹp như thế này đấy ạ. Chúng tôi vừa mới rửa ráy dọn dẹp đánh bóng đi, cho nên là chiếc xe này rất là đẹp ạ. Về cái phần option thì tôi không giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn cùng biết nữa, vì là chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Xe thì được trang bị rất nhiều option, ví dụ như khóa thông minh, đèn nổ start top này, đèn pha bi xenon, rửa đèn pha, cảm biến trước sau, đầy đủ hết tất cả rồi ạ. Vì ở cái phân khúc hạng D này thì xe không còn thiếu cái option gì nữa đâu. Cửa nóc của nó có đầy đủ hết tất cả rồi ạ. Xe thì còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Cái dàn lốp của xe cũng còn rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất là đều, rất là mới đấy ạ. Dàn lốp này còn rất là dày. Quý vị và các bạn có thể chạy thoải mái, chạy rất lâu nữa mới phải thay lốp ạ. La răng thì còn rất là đẹp, chưa có xước sát gì đâu ạ. La răng đúc nguyên bản theo xe, còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần ba rờ sốc sau của xe. Tất cả cũng còn nguyên bản, chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Cho nên là nó còn rất là đẹp. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Và xe thì trang bị cả cảm biến sau, camera lùi, có đầy đủ hết rồi.
Nó khác với cái phiên bản Mazda 3 thì ở chiếc xe Mazda 6 này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc xe này là động cơ 2.0 lít và bô là bô đôi rồi ạ. Bô đôi rồi, rất là đẹp, rất là thể thao ạ. Đây là cái phần 3R sốc trước của xe. Tất cả cũng còn rất là nguyên bản, rất là mới ạ, chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả, cho nên là nó còn mới và còn nguyên bản lắm ạ. Và xe thì cũng đã được trang bị rất là nhiều option, ví dụ như là rửa đèn pha này, đèn pha bi xenon này, rửa đèn pha này, cảm biến trước, đầy đủ hết rồi. Đèn gầm, đã có đôi đèn gầm đây rồi, đầy đủ không thiếu một cái gì cả, rửa đèn pha đây ạ. Và cái cặp đèn pha này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Gương chiếu hậu cũng là gương chỉnh điện và gương gập điện ạ, tích hợp cả xi nhan báo rẽ trên gương đây rồi. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận, ngày xưa là những cái xe này là hay bị mất mặt gương đây. Chủ xe cẩn thận đã bắn bảo vệ mặt gương hết cả rồi, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Khóa thông minh đè nổ start top ạ, xe đã được trang bị khóa thông minh. Và đây là nút bấm tay mở cửa, và đây là cái chìa khóa thông minh của xe đây ạ. Chìa khóa cũng còn rất là mới ạ, còn nguyên bản hai chìa rất mới, rất đẹp ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu này cũng chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả, tất cả còn nguyên bản cho nên là còn rất là đẹp ạ. Đây, phiên bản Mazda 6 này. Camera lùi nguyên bản theo xe này. Đèn hậu, đèn lùi, đèn xi nhan, nói chung là cái cụm đèn hậu này tất cả còn nguyên bản, đã chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Đây là cảm biến sau, cảm biến sau hay là gọi là cảm biến lùi ạ. Xe này được trang bị cả cảm biến trước, cảm biến sau, tức là quanh xe ạ, đi rất là an toàn ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần nội thất của xe ạ. Đây, tất cả chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Táp lô còn rất là đẹp ạ, táp bi còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Đây là cái cụm mà lên xuống kính này ạ. Kính, gương kính chỉnh điện hết rồi ạ. Gương kính chỉnh điện, gập điện hết rồi. Và cái phần nội thất này thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Ở cái phân khúc hạng D này thì gần như là những cái người mà có điều kiện nó tốt hơn thì mới sở hữu những chiếc xe ở cái phân khúc hạng D này. Còn không chỉ đi những hạng C, hạng B thôi. Đây là cái xe ở cái phân khúc hạng D, cho nên là cái tầm tiền của nó đến tiền tỷ cơ. Cho nên là chiếc xe này được chủ xe đi cũng rất là giữ gìn và cẩn thận, cho nên là nội thất nó mới còn được đẹp như này. Đây là cái ghế da nguyên bản của đây ạ. Chứ ghế da nguyên bản và là cái ghế da rất là cao cấp đây ạ. Cho nên là chủ xe đi rất là ít, cho nên là nó mới còn được mới, được đẹp như thế này ạ. Quý vị và các bạn xem qua về cái phần nội thất này thì quý vị và các bạn đã biết rồi, đi ít hay nhiều ạ. Đây là cái phần má ghế này là nguyên bản hết ạ. Và ghế cũng đã được trang bị chiếc ghế lái và ghế phụ là ghế chỉnh điện ạ. Riêng ghế lái này là có nhớ ghế hai vị trí đấy ạ. Đây là cái phần nhớ ghế hai vị trí và điều chỉnh xuống lên xuống ghế đấy ạ. Đấy, có cả chế độ iTop này, chống trơn trượt này. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất mới, rất đẹp hết đấy ạ. Đây là cái phần vô lăng. Vô lăng cũng còn nguyên bản theo xe hết đấy ạ. Vô lăng thì cũng đã được tích hợp các phím điều khiển đấy ạ. Cruise control đầy đủ hết cả rồi. Cần số cũng còn rất là đẹp. Đây là cái tay phanh đấy ạ. Chiếc xe chạy có 6 vạn rưỡi thôi, cho nên là nó rất là đẹp, rất là đều xe ạ. Đây là cái cánh cửa phía sau bên lái đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Cam kết là chiếc xe không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Phần nội thất đây. Phần nội thất đằng sau này thì cũng rất là đẹp ạ. Đây là cái phần nỉ trần. Nỉ trần thì màu nó sáng cho nên là sạch sẽ lắm ạ, rất là đẹp ạ, rất là sang trọng ạ. Và cái phần ghế sau này cũng ít người ngồi đến cho nên là nó còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Ghế da nguyên bản đấy ạ. Nếu như mà chiếc xe mà sử dụng nhiều hay ít thì quý vị và các bạn xem qua cái má ghế này thì cũng biết là ngồi nhiều hay ngồi ít ạ. Đi nhiều hay đi ít thì chúng ta có thể xem qua về cái phần nội thất này, chúng ta có thể biết được luôn. Chứ không phải là chúng ta nhìn đồng hồ để đoán xe chạy nhiều hay chạy ít ạ. Chúng ta phải nhìn về cái tổng thể của chiếc xe ạ. Đây là cái phần cốp của xe. Chúng tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem này ạ. Tất cả về cái phần cốp này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và không mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi cũng rất ít để đồ, cho nên là cái phần thảm đằng sau này còn rất là mới, rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Và cái cốp của chiếc xe ở cái phân khúc hạng D
Phần cúp hạng D là chiếc xe nó sở hữu cái kích thước rất là dài, cho nên là cái phần cốp của nó rất là rộng, để được rất là nhiều đồ. Đây là cái đồ của chúng tôi thôi, chứ còn chủ xe này không để đồ mấy, cho nên nó còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Đây, về cái phần lốp sơ cua, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem tất cả về cái phần lốp sơ cua và cái đồ nghề sau cái khoang đằng sau này. Lốp sơ cua còn nguyên bản chưa hạ đấy ạ. Phần sơn của lốp vẫn còn nguyên đây quý vị và các bạn. Nếu như hạ rồi thì cái mặt lốp này nó không còn cái phần sơn nữa. Lốp sơ cua chưa hạ, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, phần nội thất đây, quý vị và các bạn cùng xem. Tôi đảm bảo với quý vị và các bạn đến xem chiếc xe này thì ưng ý ngay thôi. Chỉ quan trọng về bàn về cái vấn đề giá cả, nâng lên hạ xuống thêm bớt một chút xíu nữa là chúng ta có thể làm việc được với nhau rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đây là chiếc cánh cửa trước bên phụ đây ạ. Đây là táp bi của nó đây. Tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn này, xem qua về cái phần này. Keo chỉ này, tất cả về cái táp lô này, táp bi này còn rất là đẹp ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết. Keo chỉ là còn nguyên bản ạ, chưa mất một phân keo chỉ, vì chiếc xe này chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần khóa này. Khóa này. Ốc bản lề của cánh cửa này, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chưa có tháo dỡ, chưa có làm gì cả, tất cả còn nguyên bản hết. Và đây là cái phần ghế bên phụ đấy. Ghế bên phụ cũng đã được trang bị là ghế điện rồi. Ghế trang bị cũng là được trang bị là ghế điện và má ghế đây ạ. Ngồi nhiều hay ít thì quý vị và bạn có thể xem qua về cái phần ghế này. Chúng ta có thể đánh giá được là chiếc xe này chạy nhiều hay chạy ít ạ. Ghế này chúng tôi cũng cam kết là ghế nguyên bản nhé. Chúng tôi chưa có làm gì đâu ạ, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần tay phanh. Tay phanh rồi cần số đây ạ. Tất cả là đều còn nguyên hết ạ. Đấy, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và còn rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái khoang nội thất để xem qua về cái phần nội thất. Đầu tiên là chúng ta sẽ nổ máy lên đã nào. Nổ máy lên cho nó, thứ nhất là cho nó mát, để cho quý vị và các bạn cùng xem qua về cái phần đồng hồ. Đây, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe chạy được 6 vạn rưỡi rồi. 6 vạn rưỡi rồi quý vị và các bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Vô lăng da nguyên bản này. Vô lăng này là vô lăng da nguyên bản. Và tích hợp các phím điều khiển này, Cruise Control này, đầy đủ hết cả rồi. Đấy, tôi cho volume nó nhỏ xuống chút để tôi nói cho quý vị và các bạn còn nghe được. Đấy, tất cả là Mazda cũng đã trang bị cho chiếc xe Mazda 6 này là cái cửa gió, cho cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế phía sau đấy ạ. Tất cả còn đầy đủ hết ạ. Và xe cũng đã được trang bị là option tương đối là nhiều ạ. Màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện này, tích hợp đầu DVD, camera lùi này, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây, thưa quý vị và các bạn, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cảm biến lùi đấy ạ, cảm biến trước sau có thể on off được. Đấy, tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ, rất là đều xe. Tôi quay thật chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, để nếu như quý vị và các bạn chưa sắp xếp được thời gian qua cửa hàng chúng tôi để xem trực tiếp thì mời quý vị và các bạn qua, mời quý vị và các bạn xem ở trên màn ảnh của quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng này nó còn mới hay không ạ. Tại vì ở cái phân khúc hạng D thì là những chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ gìn, cẩn thận ạ. Đây, cái phần nỉ trần mà nó còn mới còn đẹp như thế này ạ. Và đây là cái phần cửa nóc của xe đấy ạ. Đấy, xe được trang bị cửa nóc tất cả hết rồi, đầy đủ rồi. Mở ra đóng vào này, nóc chỉ cần một chạm thôi là đã mở ra đóng vào rồi. Và tất cả còn nguyên bản ạ. Gương chống chói đấy ạ. Gương chiếu hậu là gương chống chói. Cơ bản là rất là đẹp ạ. Táp bi rất là đẹp ạ. Táp bi, táp lô còn rất là mới, rất là đều xe. Vì chiếc xe chạy có 6 vạn rưỡi km thôi. Và ở cái phân khúc hạng D này, cho nên là chủ xe đi là rất giữ gìn cẩn thận, cho nên xe còn rất là mới, rất là đẹp. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 6 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905
608883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 6 2.0 phiên bản 2014 này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 565 triệu đồng thôi. Và nếu như quý vị và các bạn có ưng chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua xem xe đã, rồi chúng tôi sẽ bớt sau ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất của xe này, nội thất của xe, tất cả ngoại thất và nội thất nó còn được đẹp như thế vậy. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem qua về cái phần khoang máy. Khoang máy đây thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn tất cả là nó còn nguyên bản đấy ạ. Đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo này, keo chỉ của cabo, tất cả nó cũng còn nguyên bản hết. Chúng tôi còn cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Nếu như quý vị các bạn phát hiện ra chiếc xe này đâm đụng hay là ngập nước mà còn máy móc mà không nguyên bản nữa thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn 10 triệu luôn ạ. Nếu như quý vị các bạn đến xem mà phát hiện chiếc xe này bị tai nạn hay ngập nước thì chúng tôi sẽ tặng cho quý vị các bạn 10 triệu để quý vị các bạn đỡ mất công đến xem ạ. Đây thưa quý vị các bạn, đây là cái phần ốc chân máy của xe đấy ạ. Ốc chân máy này tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và chiếc xe này thì máy móc chúng tôi cũng vừa mới dọn dẹp qua đi chút đây rồi, cho nên nó còn rất là mới ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Tất cả ốc ác còn nguyên bản hết ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết. Chủ xe đi rất giữ gì, rất cẩn thận, cho nên là chiếc xe này nó còn nguyên bản hết đấy. Đấy, thưa quý vị và các bạn, từ những cái ốc giảm xóc này, ốc xương đầu xe này, ốc tai còn nguyên bản hết. Và không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới nữa. Đây, vì chiếc xe mới chạy có hơn 6 vạn km thôi. Tuy 6 năm sử dụng, từ năm 2014 đến bây giờ năm 2020, 6 năm sử dụng rồi, nhưng mà chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả ốc nó còn rất là mới. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 2014 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi. Rất là nắng nóng, với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.